trong một phút nông nổi và không kiềm chế được bản thân thì Tuấn Khỉ mới gây ra một cái vụ việc tày đình như vậy, và cuối cùng anh cũng phải trả giá trước pháp luật. Thì chung cuộc thì sau vụ việc nỗi đau thì những người ở lại, gia đình các nạn nhân nằm xuống cũng như là gia đình của Tuấn Khỉ là những người mà phải gánh chịu nhiều nỗi đau nhất. Thực sự đây là cái vụ việc mà không ai mong muốn từ các phía các bạn. Đây cũng chính là bài học xương máu cho những người mà đang và thích cái máu đam mê cờ bạc nha. Tại vì cờ bạc đó là một con đường xấu, nó không bao giờ mà nó đem lại cái hậu tốt hết á. Tí ba giòm mà ba giòm gì đó. Chưa có ra. Dạ chưa ra, còn lớn cái đầu đó. Dạ chưa có nguồn tin của công an thì mình đúng chưa rồi. Khẳng định được nha. Không mà cái vụ tí giờ mà tôi coi là họ bắt bánh kè mà công an nó chưa có khẳng định gì. Dạ chưa khẳng định là cái đó là chưa chính xác đâu nha. Khi nào mà công an nói ra thì mới khẳng định là cái chính xác hay không. Cô trên đó thì cô nghe mọi người là bàn tán cái nguyên nhân vì sao mà Tuấn Khỉ nó làm như vậy cô. Thôi. Nó thua quá thì giờ nó về, nhưng mà nó đặt thiếu cây đến 100 triệu, nó phải trập đó thì nó về nhà nó lấy tiền đem chung. Dạ. Chúng thì chung nó không cho, nó không cho mấy thằng kia đủ má mày đi về mà lấy tiền thì mày đem lại đi chơi, còn có người ta không cho đặt cái dở ra cái thấy xỉu nó trúng 100 triệu, mấy thằng này không chung rồi nó hai bên gây cấn với nhau gì đó biết nữa, nó về mình mấy thằng kia nghĩ nó về thôi, hai nhà về nó sắp xuống lại bắn chửi gì đó. Có nghĩa là cái bán cuối cùng là giờ là thắng 100 triệu à? 100 triệu đó. Cho đặt mẹ nó đi, trời ăn người ta mấy tỷ cho đặt mẹ đi, đâu có chuyện vậy đâu. Mấy thằng kia là nghe nói cái thằng đó nó ở ngoài đâu Bà Rịa. Bà Rịa. Là nó không chung à? Thằng cũng như là tụi nó chung với nhau đó. Giang hồ đó. Mà cầm của nó hết chiếc xe rồi. Cầm chiếc xe máy. Chồng có nguyên do như vậy hết. Có như vậy, có lửa mới có khói, không tự nhiên chú, ví dụ chú không có gì sao khó được, đúng không?